Thì Dung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô anh chị Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV và Radio. Câu nói cũng khá là quen thuộc, đó là thư quá nhiều cho nên Thi Nhung xin phép đi ngay vào lá thư đầu tiên của một vị khán giả. Thi Nhung nhận được thư vào ngày 5 tháng 9. Xin chào cô anh chị Hồ Quang kính mến. Tôi tên là Xuân Nguyễn, là công dân Hoa Kỳ. Tôi 67 tuổi. Tôi có những việc sau đây nhờ cô giải thích và giúp đỡ. Hiện tại thì tôi nhận tiền SSI từ tháng 4 năm 2018. Tôi làm được 9 năm, có khai thuế và được 36 tín chỉ. Tôi đang đi làm thì tôi phát hiện ra bệnh ung thư vú giai đoạn 3, nên phải nghỉ làm để phẫu thuật 2 lần và hiện tại thì tôi đang điều trị. Tôi có được bác sĩ cho phép nhận tiền disability 9 tháng, mỗi tháng là được 1.820 đồng. Hiện tại thì tôi đang có Medicare Part B và Medi-Cal. Sống tại San Jose. Và ngày 27 tháng 3 năm 2017, ở văn phòng cấp Medi-Cal có giới thiệu cho tôi đến sở An sinh xã hội để xin cấp Medicare Part A. Tôi có đến và apply thì người làm ở cái sở đó, họ đã dặn tôi là chờ đến tháng 7 năm 2017 sẽ gửi về. Tuy nhiên cho đến nay hai lần tháng 7 rồi mà tôi vẫn chưa có. Tôi có đến hỏi ở chỗ ghi danh, nhưng mà nơi đó trả lời là County không đóng tiền cho tôi nên tôi không được Medicare Part A suốt đời. Bởi vì tôi làm chưa đủ 40 tín chỉ. Bởi vì tôi nằm viện và điều trị dài lâu nên tôi gặp rất nhiều trở ngại mỗi khi nằm viện. Có lần tôi bị share cost khoảng 600 đồng. Xin cô vui lòng giải thích trường hợp của tôi và cho tôi biết tôi có phải là suốt đời không có Medicare Part A hay không. Và có thể cô có thể giúp chỉ dẫn tôi trong hoàn cảnh này. Cảm ơn cô. Tái bút là đó là năm 2016 thì tôi có ghi danh Medicare Part B đóng mỗi tháng là 134 đồng. Nay vì bệnh và không đi làm nên không đóng nữa. Và lúc đó nhân viên ở Sở An sinh xã hội có bảo rằng là tôi lấy Medicare Part A mỗi tháng đóng 414 đồng, nhưng tôi không lấy bởi vì tôi đang dùng insurance nơi làm việc. Thơ thì những chi tiết tương đối dài dòng, thành ra tôi sẽ nói từ từ rồi Thi Nhung sẽ nhắc nhở giùm cho tôi nếu có những cái chi tiết nào mà tôi bỏ quên. Bà cho biết bà có đi làm chỉ có 9 năm thôi, rồi bà bị cơn bệnh ngặt nghèo. Với cơn bệnh đó thì có thể theo chỗ tôi được biết là bà có mua cái bảo hiểm về tàn tật ở nơi sở làm. Do đó bà được cái disability insurance từ nơi mình làm việc với cái số tiền là 1.800 đồng một tháng. Cái đó không dính dáng gì tới an sinh xã hội hết. Tôi nói không dính dáng gì tới an sinh xã hội vì như chúng ta đều biết, cái một trong những cái tiêu chuẩn của quyền lợi tàn tật an sinh xã hội là chúng ta phải có đi làm 10 năm. Mà bà đã cho biết trước rồi là bà chỉ có 9 năm mà thôi, thì tôi biết chắc là bà nhận được từ nơi bà làm việc. Rồi sau đó bà được hưởng Medicaid nhờ là công dân Hoa Kỳ. Thì tôi không có nghe bà nói rõ là bà được hưởng cái 1.800 Disability Insurance từ chỗ làm việc thời gian bao lâu. Chắc chắn là cái thời gian đó phải chấm dứt trước khi mà bà xin SSI. Chứ nếu mà mình còn cái 1.800 đồng, chắc chắn mình không hội đủ điều kiện về mặt thu nhập để xin SSI. Một khi được hưởng SSI thì bà được hưởng Medicaid. Medicaid là một chương trình trợ cấp y tế do cấp tiểu bang quản trị. Và trong rất nhiều trường hợp, cái người mà bắt đầu có Medicaid qua cái tuổi 65 có thể trở lại Sở An sinh xã hội để xin ghi danh vào chương trình Medicare. Nay trở ngược lại, cũng xin thưa với quý vị, nếu mà muốn được hưởng Medicare thì chúng ta cũng phải làm việc và có đóng thuế an sinh xã hội và Medicare tối thiểu là 10 năm. Ở đây bà cũng không có 10 năm. Thì rất nhiều trường hợp Medicaid ở tiểu bang California thì không có gọi là Medicaid mà gọi là Medi-Cal. Medi-Cal sẽ sẵn sàng giúp cho bà mua cái bảo phí của Medicare phần A, phần B
cũng như phần D. Nhưng mà cũng tùy thuộc tiểu bang, thì chính phủ có giúp bà mua cái Medicare Part B. Nhưng mà nếu mà muốn có cái Part A, bà có thể mua với cái giá là hơn 400 một tháng. Thì với cái số tiền của bà bây giờ thì biết chắc rằng bà không có khả năng tài chánh để mà kêu mang thêm một cái số tiền lớn như vậy. Nhân đây thì cũng xin thưa, đối với những vị có đi làm đủ 10 năm thì coi như chúng ta đủ tiêu chuẩn để được ghi danh với Medicare. Trong trường hợp mình làm mới có 30 mấy tín chỉ thì quý vị cũng có thể mua Medicare, không phải nguyên giá 400 mấy một tháng mà quý vị có thể mua ở cái giá là hơn 200, thì cái đó bà nên cứu xét lại. Nhân đây thì bà có hỏi cái câu như vậy có phải là bà phải chịu cái cảnh là không được Medicare suốt đời, suốt đời hay không? Thì cái gì mình cũng nói ở một cái thời điểm thôi, ở thời điểm này nó là như vậy. Nhưng mà chương trình Medi-Cal, chương trình Medicare, chương trình an sinh xã hội hay là những tất cả những cái chương trình của chính phủ với thời gian có thể có những thay đổi, với mỗi một chính quyền có thể có những cái luật lệ mới. Thì hiện nay thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà bạn đừng vội quá bi quan là như vậy là coi như là mình không có gì thay đổi. Mình không biết chuyện gì xảy ra ngày mai. Nhưng mà nhân đây thì cũng xin thưa, cái quan trọng là cái Medi-Cal mua cho bà cái Medicare Part B. Tại vì Part B là mình đến văn phòng bác sĩ để được điều trị, mình sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Thì rất nhiều những vị y sĩ họ không có đồng ý chữa trị cho bệnh nhân Medicaid mà thôi, mà cái mạng lưới của bác sĩ nhận điều trị cho bệnh nhân có Medicare Part B tương đối cái mạng lưới đó nó rộng rãi hơn. Thì bà yên tâm cái phần đó là bà có một cái sự chọn lựa tương đối rộng rãi khi mà bà chọn một người bác sĩ để được chăm sóc về mặt sức khỏe. Riêng Medicare Part A là cái phần bà sử dụng để vào bệnh viện, thì Medicaid không có một cái giới hạn, nghĩa là khi mà mình bệnh, mình cần phải vào bệnh viện, thì không có bệnh viện nào phân loại là bà là bệnh nhân Medi-Cal hay là bà là bệnh nhân Medicare. Khi bệnh, tất cả những bệnh viện với cái tình trạng sức khỏe cần phải nhập viện, thì người ta sẽ lo cái thủ tục đó cho bà. Vậy là có thể tại thời điểm này bà không ghi danh được Medicare Part A, nhưng mà trong thời gian sắp tới mình không biết trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà điều mà tôi muốn trấn an bà đó là cái quan trọng là bà sẽ thông thả với cái Medicare Part B, thì cái đó là mình dễ đi hơn, là nhiều có nhiều bác sĩ trên mạng lưới đó. Còn khi mà mình bệnh thì bệnh viện nào cũng nhận mình hết, không có phân loại là Medicare Part A hay là Medi-Cal. Cô, ở đây thì cô cho Thi Nhung hỏi một cái câu ngoài thôi. Có phải là bởi vì bà không đủ 40 tín chỉ cho nên bà không được hay không? Đúng rồi, bà không ấn. Nhưng mà ở đây nó có một cái từ chuyên môn gọi là State Buy-In. Có nghĩa là chương trình Medicaid của tiểu bang, họ sẵn sàng giúp cho cái người thụ hưởng Medicaid đó mua cái phần của Medicare để chi? Để nếu mà trên nguyên tắc mình nói về Medicaid hay là Medi-Cal mà thôi đó, thì chính phủ tiểu bang sẽ phải chu toàn tất cả những cái chi phí về y tế cho cái người đó. Trong khi nếu mà chính quyền tiểu bang buy-in, có nghĩa là thay cái người thụ hưởng mua Medicare, thì những cái vai trò của Medicare giống như một bảo hiểm y tế, thì Medicare sẽ phải trả cái phần của Medicare trước, cụ thể là Medicare Part B nhá, chúng ta biết rồi. Nếu một người chỉ có Medi-Cal hay là Medicaid mà thôi, thì khi đến văn phòng bác sĩ, vị bác sĩ nào mà nhận chữa trị cho mình, họ bill cái tiền chữa trị, thì ông Medicaid ông phải trả hết. Trong lúc đó, nếu Medi-Cal hay Medicaid đồng ý mua cái Medicare Part B với cái bảo phí là 134 đồng một tháng trong năm 2018, năm tới lên đến 135 đồng 50 xu, thì cái khi mà có cái bill của bác sĩ gửi về thì ông Medicare phải chịu trách nhiệm trả 80%. Ông Medicaid hay là Medi-Cal ông trả có 20%. Cái ông tiểu bang ông thấy
như vậy tốt hơn. Dạ vâng. Và cũng liên quan đến lá thư này thì cũng còn Thi Nhung cũng còn một số câu hỏi nữa, thì mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.